thật vui và hạnh phúc khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong câu chuyện ngắn đời thực đầy cảm xúc và ý nghĩa hôm nay trên kênh YouTube Chuyện xóm Cục. Chiếc taxi lăn bánh chậm chậm vào khu chung cư cao cấp giữa lòng thành phố. Tiếng còi xe vọng lại từ con đường phía sau khiến vi thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man chiếc xe dừng lăn bánh cô nhìn lên tòa nhà trước mặt nơi chị gái đang sống cùng anh rể khánh bàn tay vi siết chặt quai túi hành lý lòng ngổn ngang với những cảm xúc khó gọi tên cánh cửa lớn bật mở khánh xuất hiện trong bộ quần áo giản dị của một người đàn ông nội trợ ánh mắt ấm áp hiện lên chút ngạc nhiên khi nhìn thấy vi vi đến rồi à sao không gọi trước anh xuống đón Khánh nhanh chóng bước tới, giúp cô kéo vali vào trong. Vi chỉ cười gượng, sự thoải mái trong cách anh nói chuyện như thể họ là người yêu của nhau. Chị Lan vẫn còn bận ở công ty, chắc về muộn chút. Khánh kéo vali vào nhà, rồi quay sang Vi. Đôi mắt anh dừng lại trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Em trông gầy quá. Em ổn mà, Vi đáp. Cố giữ giọng bình thản, nhưng chính bản thân cô cũng cảm thấy sự trống rỗng trong câu trả lời đó. Vì bước theo Khánh vào căn hộ, không gian bên trong thoáng đãng và ngăn nắp, anh đẩy cửa phòng cho cô, rồi quay sang. Em cứ nghỉ ngơi trước đi. Tối nay anh nấu cơm. Lan dặn phải làm món canh chua cá mà em thích. Vì đứng trong căn phòng mới, nghe tiếng bước chân Khánh rời xa dần. Một luồng cảm giác kỳ lạ bỗng tràn lên trong lồng ngực. Không phải vì cô đói, không phải vì cô mệt, mà vì một chút ấm áp len lỏi từ người đàn ông vừa quan tâm đến cô, một thứ mà Vi đã không cảm nhận được từ rất lâu. Bữa cơm tối diễn ra trong sự rộn ràng của Khánh và những câu chuyện công việc của Lan. Lan vừa gấp thức ăn vừa kiểm tra điện thoại liên tục, đầu óc lúc nào cũng treo trên những dự án chưa hoàn thành. "Chị xin xin lỗi nhé Vi, dạo này chị bận quá, chưa có thời gian đưa em đi chơi đâu đó được." vi cười nhẹ đáp nhanh không sao mà chị chị cho em lên đây ở ké để đi làm là quá đủ rồi em đó hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn lông bông như con nít cứ ở nhà với chị một thời gian đi khi nào làm quen với thành phố rồi chị kiếm việc làm cho chị có định nuôi em cả đời luôn không vi tinh nghịch hỏi lan cô nương làm nũng là giỏi thời gian này có anh khánh ở nhà chăm nom em chị cũng đỡ lo cũng may cho em là ảnh vừa dẹp cái quán ăn đó mà sao anh chị quyết định ngừng kinh doanh quán ăn nữa vậy có một mình anh khánh vừa làm bếp chính vừa quản lý thành ra mọi việc không đâu vào đâu cả anh rể em chẳng làm được việc gì nên hồn cả thời gian này để ảnh ở nhà suy nghĩ ra món ăn mới rồi kinh doanh lại sau khánh múc thêm canh cho cả hai người thoáng nhíu mày khi nhìn lan em làm ơn để cái điện thoại xuống chút được không nói chuyện mà mắt cứ dán vào điện thoại. Lan bĩu mồi nhưng cũng miễn cưỡng tắt màn hình. Thói quen công việc thôi mà, anh cũng biết rồi còn gì. Vì lặng lẽ ăn, ánh mắt vô thức dõi theo Khánh mỗi lần anh rót thêm nước hoặc hỏi han mình. Anh không nói nhiều, nhưng từng cử chỉ đều toát lên sự quan tâm nhẹ nhàng. Đến khi Lan đứng dậy dọn dẹp, Khánh quay sang Vi với nụ cười. Anh làm đồ ăn hơi nhạt theo khẩu vị chị Lan chắc không vừa khẩu vị em đâu nhỉ không đâu anh nấu ngon lắm vi vô tình nhìn sâu vào mắt anh lòng cô dậy lên một cảm giác bâng khuâng lạ lẫm trong một khoảnh khắc thoáng qua khánh cũng nhìn lại cô lâu hơn bình thường đêm xuống căn hộ chìm trong im lặng vi nằm trên giường mắt mở to nhìn lên trần nhà cô lăn người qua lại cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng mỗi lần nhắm mắt lại hình ảnh khánh lại hiện lên dáng vẻ bình dị đôi tay vụng về trong bếp và ánh mắt lặng lẽ mà cô không thể đọc được anh ấy chỉ là anh rể anh ấy là chồng của chị mình vi tự nhủ trong lòng tiếng mở cửa khẽ vang lên từ ngoài phòng khách vi hé mắt nhìn đồng hồ đã hơn nửa đêm tiếng bước chân nhẹ nhàng của khánh vang lên từ bếp tò mò cô bước xuống giường khe khẽ mở cửa Khánh đang ngồi bên bàn ăn. Nhâm nhìn một cốc nước. Ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đứng im trong bóng tối. Nhìn anh từ xa. Cảm giác có điều gì đó ở người đàn ông này cuốn lấy cô. Khiến cô không thể rời mắt. Khánh khẽ thở dài. Đôi mắt thoáng chút mệt mỏi. Anh đưa tay vuốt mặt rồi lặng lẽ đứng dậy. Không hề hay biết có một đôi mắt đang dõi theo mình trong bóng đêm. Sáng hôm sau, lan ra khỏi nhà tử sớm vì có cuộc họp quan trọng vi và khánh ở nhà cùng nhau không khí giữa họ có chút lúng túng khánh quay sang cô nở nụ cười nhẹ anh định ra siêu thị mua vài thứ em có muốn đi cùng không vi gật đầu cố giữ vẻ tự nhiên nhưng trái tim cô đập mạnh mỗi khi đứng gần anh những cử chỉ nhỏ nhặt của khánh mở cửa xe sách đồ giúp cô đều khiến lòng cô sao động trong lúc chọn mua rau củ tay họ vô tình chạm vào nhau vi giật mình rụt tay lại nhưng khánh chỉ cười ánh mắt dịu dàng như thể không hề có gì đặc biệt xảy ra xin lỗi mà sao tay em lạnh quá vậy khánh lúng túng nói không sao đâu nếu lạnh anh đưa em về sớm nhé chỉ một câu nói đơn giản nhưng vi cảm thấy như tim mình trạch nhịp anh rể của cô thật sự quá tử tế quá ấm áp Mọi thứ mà cô từng tìm kiếm ở người khác, giờ đây lại tìm thấy nơi anh, người không bao giờ có thể thuộc về mình. Khi về gần đến nhà, Khánh bỗng quay sang hỏi: "Em muốn đi dạo không? Hôm nay thời tiết rất đẹp để đi dạo đó." Vi gật đầu. Họ đi bộ dọc theo con đường nhỏ quanh hồ gần khu chung cư. Gió thổi nhẹ làm tóc Vi bay lòa xòa trước mặt. Khánh khẽ cười rồi đưa tay vuốt giúp cô một cách tự nhiên em còn trẻ mà trông già dặn hơn tuổi đấy khánh nói nửa đùa nửa thật có lẽ vì em nghĩ quá nhiều vi khẽ đáp mắt nhìn xuống đất khánh dừng lại nhẹ nhàng đừng nghĩ nhiều quá cuộc sống này còn nhiều điều vui lắm vi ngẩng lên nhìn vào mắt anh trái tim cô bất giác đập mạnh anh đứng ngay trước mặt cô gần đến mức chỉ cần nhích thêm một bước nữa cô sẽ chạm vào anh trong khoảnh khắc đó vi nhận ra mình đang đứng bên bờ vực của một sai lầm khủng khiếp gió lướt nhẹ qua khiến vi khẽ run cô lùi lại một bước cố tạo khoảng cách nhưng ánh mắt khánh vẫn dừng lại trên cô một sự lưỡng lự hiện rõ chúng ta về thôi vi nói khẽ giọng như gió thoảng khánh gật đầu quay người bước đi trước vi bám theo sau cảm giác nhịp bước của anh chậm lại như đang chờ cô sánh ngang khi vi đi kể bên khánh buông một câu nói nhẹ nhàng chị lan em dạo này có hơi bận công việc một chút nên ở có gì không thoải mái thì cứ nói với anh vi cần anh chị giúp đỡ gì thì cứ nói không được nha vi cúi đầu không đáp cô chỉ biết rằng mình đang chơi với lửa và người đàn ông trước mặt chính là ngọn lửa ấy những ngày sau đó vi nhận ra lan càng lúc càng chìm vào công việc thời gian ở nhà của chị vây dần những bữa cơm tối những khoảnh khắc trong căn hộ giờ chỉ còn lại cô và khánh một buổi tối vi đang đọc sách thì nghe tiếng gõ cửa phòng khánh thò đầu vào cười nhẹ anh có làm chút bánh ngọt em ra ăn không vi bước ra ngoài phòng khách mùi thơm từ bánh quy vừa ra lò lan tỏa gợi lên cảm giác dịu dàng khó tả khánh đưa cho cô chiếc bánh đầu tiên ánh mắt anh vẫn giữ nét bình lặng nhưng đầy quan tâm anh vừa mới nghĩ ra công thức bánh mới hy vọng hợp khẩu vị em vi cắn thử vị ngọt lan trên đầu lưỡi khiến cô đắm chìm khánh không nói gì thêm chỉ ngồi bên cạnh cô trên chiếc sofa tay gõ nhịp nhịp vào cốc trà khoảng không im lặng giữa họ bỗng trở nên thân mật hơn bất cứ lời nào có thể thốt ra lan gọi điện về thông báo phải đi công tác đột xuất vài ngày không ngờ đó lại là khởi đầu cho đêm thay đổi mọi thứ tối muộn, Khánh trở về với dáng vẻ mệt mỏi. Ánh đèn phòng khách hắt xuống khuôn mặt anh, khiến Vi không khỏi lo lắng. Cô pha vội một ly trà gừng, mang ra đặt trước mặt anh. Khánh ngả người ra sofa, mắt nhắm hờ, như thể đã kiệt sức sau một ngày dài. Không có lan ở nhà, mọi thứ đột nhiên trở nên thoải mái hơn không còn những quy tắc nghiêm ngặt như thường lệ. Ngày hôm nay của anh không ổn à, Vi khẽ hỏi khánh thở dài đôi mắt đăm chiêu có những lúc anh nghĩ cuộc sống này chẳng bao giờ giống như mình mong đợi vi nhìn anh chăm chú giữa ánh đèn vàng dịu nhẹ khuôn mặt anh có gì đó khiến cô đau lòng một nỗi cô đơn ẩn sâu dưới vẻ ngoài mạnh mẽ không hiểu vì sao vi chạm tay lên vai anh thật khẽ em hiểu cảm giác đó khánh quay sang nhìn cô đôi mắt tối đi trong một thoáng khoảnh khắc ấy kéo dài như vô tận và rồi anh nói thật nhẹ vi nếu mọi thứ khác đi thì liệu tim vi thắt lại câu hỏi ấy như một cơn sóng bất ngờ xô vào lòng cô cô biết rằng mọi lời nói lúc này đều nguy hiểm khánh đưa tay chạm vào gò má vi đầu ngón tay anh lạnh nhưng cái chạm ấy khiến cả người cô bừng nóng anh khánh chúng ta không thể vi thì thầm nhưng lời nói tan vào không khí. Khoảnh khắc sau, Khánh đã rút tay lại, đôi mắt anh đầy mâu thuẫn. Anh đứng dậy đột ngột, lùi xa khỏi cô. Anh xin lỗi, anh không nên làm thế. Vì ngồi đó, đôi tay cô run nhẹ, trái tim cô đã vượt qua lằn danh nguy hiểm, nhưng lý trí vẫn cố níu lại. Buổi tối hôm sau, một cơn mưa lớn bất chợt ập đến lan gọi điện về thông báo chuyến bay bị trễ đổi giờ bay nên phải ở lại thêm một đêm dừng cuộc nói chuyện với lan thì khánh đề nghị lái xe đưa vi ra ngoài ăn coi như giải khuây mưa rơi lộp độp trên kính xe con đường trước mặt mờ ảo trong khoang xe nhỏ bé không gian dường như càng thu hẹp lại chỉ còn lại hai người và những suy nghĩ chưa thể nói thành lời anh vẫn còn nghĩ về chuyện tối qua à vi bất giác hỏi Lời nói vừa bật ra đã khiến cô hối hận. Khánh không trả lời ngay, anh nhìn thẳng về phía trước, đôi tay siết chặt vô lăng, rồi anh nói, giọng trầm thấp. Anh đã nghĩ về nó suốt cả ngày, và điều đó khiến anh sợ. Vì quay sang nhìn anh, lần đầu tiên nhận ra người đàn ông mạnh mẽ này cũng có những phút yếu lòng như thế. Em cũng sợ, cô thú nhận, giọng nhỏ như một lời thì thầm chiếc xe dừng lại ở lề đường vắng tiếng mưa vẫn rơi đều bên ngoài như muốn che lấp mọi thanh âm giữa họ khánh quay sang ánh mắt anh như đốt cháy mọi khoảng cách còn lại rồi tất cả xảy ra trong một khoảnh khắc bất chợt không thể kìm nén khánh kéo vi lại gần và cô không chống cự cái ôm đầu tiên ấy vừa dịu dàng vừa cuồng nhiệt mặc dù cả hai đều biết đây là một sai lầm nhưng không thể dừng lại làn môi anh tìm đến cô và vi đáp lại không chút do dự không chút hối hận thế giới bên ngoài mở đi chỉ còn lại họ trong khoảnh khắc điên rồ này nhưng rồi ngay khi nụ hôn vừa kết thúc khánh buông cô ra như thể vừa chạm phải lửa anh ngả người ra ghế tay ôm đầu hơi thở nặng nhọc anh xin lỗi chuyện này không thể xảy ra anh không biết mình đang làm gì nữa vi cũng lùi lại tay ôm lấy ngực cảm giác tội lỗi tràn ngập nhưng sâu thẳm trong lòng cô biết điều gì đó đã thay đổi mãi mãi giữa họ khánh bật máy xe đôi tay vẫn run nhẹ chúng ta phải quên chuyện này không bao giờ được nhắc lại nữa vì im lặng cô biết anh nói đúng nhưng trái tim cô không thể tuân theo và cô cũng biết rằng dù có cố gắng đến đâu cái cảm giác này sẽ mãi ở đó lơ lửng giữa họ như một lời nguyền không thể phá vỡ sáng hôm sau vi thức dậy muộn đầu óc nặng nề như vừa tỉnh khỏi một cơn ác mộng nhưng thực tại tàn nhẫn hơn giấc mơ khánh đã ra ngoài từ sớm để lại căn nhà im ắng đến ngột ngạt căn bếp vẫn có mùi thơm nhàn nhạt của trà gừng tối qua nhắc nhở cô rằng mọi thứ đã xảy ra và không thể thay đổi chiều muộn lan trở về từ chuyến công tác lan vui vẻ ôm lấy vi díu dít kể chuyện công việc mà không hề nhận ra khoảng cách mờ ám đang âm thầm lớn lên giữa Vi và Khánh. Khánh giữ một vẻ mặt bình thản, lạnh nhạt đến khó tin, như thể anh có thể trôn giấu tất cả. Còn Vi lại không thể. Cô đang mắc kẹt giữa lương tâm và cảm xúc mà chính mình không thể kiểm soát. Tối hôm đó, cả ba cùng ngồi xuống bàn ăn. Lan hớn hở gấp thức ăn cho chồng. Còn Vi thì yên lặng. Thỉnh thoảng, cô có thể cảm nhận ánh mắt Khánh lướt qua mình một cái nhìn thoáng qua nhanh đến mức khiến cô tự hỏi liệu mình có tưởng tượng ra không anh sao tự nhiên anh ít nói thế lan vừa cười vừa vỗ vai chồng không nhận ra không khí đang căng như dây đàn khánh chỉ cười nhạt chắc tại anh mệt thôi vi cúi đầu nhai chậm rãi cô không thể ngăn được trái tim mình đập loạn nhịp mỗi khi nghe giọng anh mỗi câu nói của anh dù bình thường đến đâu cũng khơi dậy cảm xúc trong cô, thứ cảm xúc cô biết mình không nên có. Một đêm khuya, khi Lan đã ngủ say, Vi nhận được một tin nhắn từ Khánh. Gặp anh ở ban công. Tim Vi đập nhanh liên hồi. Cô ngồi bật dậy trên giường, đấu tranh với chính mình. Nhưng rồi đôi chân cô vẫn đưa cô ra ngoài ban công, nơi Khánh đã đứng chờ. Gió đêm mát lạnh, nhưng bầu không khí giữa họ thì ngột ngạt chúng ta không thể tiếp tục thế này anh biết điều đó nhưng anh không dừng lại được khánh nói giọng anh trầm và khàn vi nhìn anh cổ họng nghẹn đắng mọi thứ về anh đều cuốn hút cô sự dịu dàng trong từng cử chỉ ánh mắt sâu thẳm mà cô biết chỉ mình cô có thể thấy khánh đưa tay lên khẽ chạm vào tóc vi vuốt nhẹ một lọn tóc lòa xòa trên má cô anh đã cố gắng nhưng càng cố quên anh càng nghĩ đến em vi không trả lời nhưng ánh mắt cô đã nói hết mọi điều giữa họ không còn lời nào đủ để chối bỏ những gì đang diễn ra cả hai đứng đó đối diện nhau trong im lặng khánh bước tới gần hơn khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở vi nhắm mắt lại biết rõ mình đang đi vào lối mòn không có lối thoát anh rể và em gái của vợ những danh sưng giờ chỉ còn là vỏ bọc mong manh tiếng cửa phòng ngủ bật mở lan bước ra gương mặt lộ vẻ ngãi ngủ hai người làm gì ở đây lan hỏi giọng lơ đãng vi giật bắn người nhanh chóng lùi lại khánh cũng quay đi cố giữ vẻ tự nhiên anh ra ngoài hút thuốc vi vừa đi ngang qua thôi lan không nghi ngờ gì chỉ cười anh lại hút thuốc nữa à anh hứa với em cai rồi mà khánh mỉm cười miễn cưỡng những gì vừa xảy ra biến thành bí mật thứ hai giữa họ một bí mật nguy hiểm hơn bao giờ hết những ngày sau càng cố tránh mặt khánh vi lại càng không thể ngừng nghĩ về anh mỗi cái nhìn thoáng qua mỗi lần vô tình chạm phải đều như thiêu đốt cô cô biết mình đang bước trên bờ vực nguy hiểm nhưng càng muốn dừng lại cô càng lún sâu hơn một tối lan lại phải đi gặp đối tác khánh và vi ở nhà căn phòng tĩnh lặng như đang chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra vi cố gắng tập trung vào cuốn sách trên tay nhưng tâm trí cứ lờn vờn về những khoảnh khắc trước đó những cái chạm ánh mắt và cả lời thú nhận trên ban công khánh đứng dậy tiến lại gần cô không nói lời nào anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô vi giật mình nhưng không đẩy anh ra nụ hôn đó dịu dàng nhưng cũng đầy khát khao bị kìm nén quá lâu vi anh không muốn dừng lại nữa khánh thì thầm ngay lúc đó tiếng chìa khóa lách cách ngoài cửa lan trở về sớm hơn dự kiến khánh và vi hoảng hốt như vừa bị bắt quả tang giữa một tội lỗi không thể tha thứ lan bước vào nhìn thấy khánh đứng sát bên vi ánh mắt chị đột nhiên tối lại có chuyện gì vậy lan hỏi giọng ngờ vực vi cúi đầu không nói được lời nào khánh đứng im bàn tay siết chặt không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý lan nhìn xoáy vào khánh rồi quay sang vi hai người đang giấu em làm chuyện gì mờ ám hả giọng lan pha trộn giữa thất vọng và phẫn nộ khánh hít một hơi sâu ánh mắt chạm vào vi trong một giây thoáng qua nhưng đủ để lan bắt gặp lan nheo mắt ánh nhìn trở nên sắc bén hơn vi trả lời chị lan gằn giọng bước tới một bước vi nín thở lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi chị gái đang đứng đó chờ đợi lời giải thích nhưng làm sao cô có thể nói ra sự thật mà chính cô còn không dám đối diện khánh khẽ cựa mình như định bước lên giải vây nhưng lan lập tức cản lại bằng cái nhìn đầy cảnh giác anh nữa anh đang làm gì với vi lan em bình tĩnh lại đi không có chuyện gì xảy ra." Khánh giữ giọng trầm, cố gắng làm dịu không khí. "Không có gì. Anh nghĩ em là con ngốc sao? Tại sao hai người lại đứng sát nhau như thế? Và tại sao Vi không nói gì?" Lan cười khẩy, ánh mắt chuyển từ Khánh sang Vi. Vi cắn môi, lòng hoảng loạn, cô không biết phải làm gì ngoài im lặng. Khánh liếc nhanh về phía cô một lần nữa, rồi quay sang Lan. Anh chỉ đang nói chuyện với Vi, không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ nói chuyện. Anh đứng gần thế này để tâm sự à? Khánh, anh nghĩ em dễ bị lừa vậy sao?" Lan nhếch mép. Không đợi ai kịp phản ứng, Lan bất ngờ kéo tay Vi lại, xoay cô đối diện với mình. Lan nhìn sâu vào mắt cô em gái, như cố tìm kiếm câu trả lời tận đáy lòng. "Vi, đã xảy ra chuyện gì? Chị muốn nghe từ em." giọng lan bỗng trở nên nhẹ hơn nhưng trong đó là cả sự tổn thương đang dần lộ rõ vi mở miệng nhưng cổ họng như nghẹn lại những lời thú tội nằm ngay trên đầu lưỡi nhưng nếu nói ra cô sẽ đánh mất tất cả khánh đột ngột chen vào lan em đang suy diễn quá nhiều anh không muốn em làm lớn chuyện này đôi mắt lan nheo lại đầy nghi ngờ suy diễn vậy tại sao cả hai đều trông như vừa phạm tội anh đã làm gì em gái của em rồi hà không khí như đóng băng khánh và vi đều im lặng khiến sự nghi ngờ trong lan càng bùm lên mãnh liệt hơn lan bước lùi lại vòng tay trước ngực mắt vẫn dán chặt vào hai người nếu không có gì sao anh lại phải giấu anh không giấu gì cả anh chỉ trước khi anh kịp nói hết câu lan lạnh lùng cắt ngang dừng lại khánh em không muốn nghe những lời dối trá căn phòng chìm vào im lặng nặng nề chỉ còn tiếng thở dồn dập của cả ba lan nhìn từng người đôi mắt đầy thất vọng và tổn thương vi sao em không nói gì với chị cả vi đừng nói em cũng phản bội chị giọng lan nghẹn lại đôi mắt rưng rưng vi cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt giây phút này tất cả chỉ còn lại sự tàn nhẫn của sự thật đang chờ được phơi bày hoặc vùi lấp mãi mãi. Khánh quay đi, như thể anh không thể đối diện với Lan thêm nữa. Vì đứng đó, giữa ngã rẽ của lựa chọn, nói ra tất cả hay tiếp tục dối trá, bất kể lựa chọn nào, ai đó cũng sẽ tổn thương. Lan nhìn thẳng vào mắt Vi, như thể chị đang cố moi lấy từng mảnh sự thật từ đáy lòng cô em gái. Sự im lặng kéo dài chỉ càng khiến nỗi nghi ngờ thêm sâu sắc nói đi vi có phải hai người lan hét lên giọng run rẩy vì giận dữ lẫn tuyệt vọng vi lùi lại một bước tim đập mạnh trong lồng ngực cô muốn lên tiếng nhưng mọi lời biện minh đều mắc kẹt lại nơi cổ họng đủ rồi lan anh nói rồi không có chuyện gì cả đừng làm mọi thứ trở nên tệ hơn khánh bất ngờ bước lên trước chắn giữa hai chị em lan cười nhạt ánh mắt chuyển từ khánh sang vi rồi trở lại chồng mình anh bảo em đừng làm tệ hơn còn anh thì sao khánh không đáp đôi mắt sắc lạnh của anh gặp ánh nhìn tổn thương của lan khiến không khí càng thêm ngột ngạt lan gật đầu như vừa đưa ra quyết định cuối cùng nếu không có gì anh thể đi thể trước mặt em và vi rằng giữa hai người không có gì sai trái vi thở gấp quay sang nhìn khánh giây phút này giống như lưỡi dao đang treo lơ lửng trên đầu họ chỉ chờ rơi xuống khánh chậm rãi quay lại ánh mắt anh gặp ánh mắt của vi đó là cái nhìn đầy mâu thuẫn một phần muốn nói sự thật nhưng phần còn lại sợ hãi cái giá của nó lan đứng chờ ánh mắt như thiêu đốt anh thề đi khánh cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng đến rợn người rồi khánh cất giọng từng từ phát ra chậm rãi và rõ ràng anh thề rằng anh và vi không có xảy ra chuyện gì cả lan nín thở lắng nghe nhưng vi như vừa bị xô xuống vực thẳm lời nói của khánh như một nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào những cảm xúc mà cô đã dại dột trao cho anh lan nhìn chồng rồi lại nhìn vi dường như đang cố xác nhận lời nói của anh nhưng ánh mắt vi lộ ra tất cả sự yếu đuối tổn thương và cả tình cảm bị đè nén lan nheo mắt như vừa nhìn thấu mọi điều còn vi thì sao câu hỏi đó rơi xuống như một quả bom hẹn giờ vi cứng đờ người toàn thân lạnh toát khánh cũng bất ngờ ánh mắt lóe lên một tia cảnh báo vi nhìn thẳng vào chị và nói đi chắc chắn không có chuyện gì xảy ra giữa em và anh khánh chứ vi muốn hét lên phủ nhận muốn bảo rằng mọi thứ chỉ là hiểu lầm nhưng môi cô lại run rẩy không thể thốt nên lời. Sự im lặng của cô đã nói lên tất cả. Lan lùi lại một bước, đôi mắt rưng rưng, Lan cười khẩy, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng. "Vậy là thật, anh đã làm gì với em gái của tôi vậy hả?" Khánh bước tới, nắm lấy tay Lan. "Lan, nghe anh nói, mọi thứ chưa vượt quá giới hạn, anh xin lỗi." Nhưng Lan gạt tay anh ra, giọng lạnh lùng anh xin lỗi không phải vì đã làm sai mà vì bị em phát hiện đúng không khánh cúi đầu không biết phải đáp lại thế nào lan quay sang vi đôi mắt đỏ hoe em là em gái chị chị đã tin tưởng em ấy vậy mà vi bật khóc nước mắt lăn dài trên má em xin lỗi chị lan em không muốn thế lan cười đau đớn nhưng em vẫn làm không khí trong phòng như đang đông cứng lại khánh đứng giữa hai người phụ nữ không thể làm gì hơn ngoài im lặng giây phút này mọi thứ đã đổ vỡ hoàn toàn tình chị em niềm tin và cả những cảm xúc lén lút giữa anh và vi lan hít một hơi thật sâu như gom hết sức lực còn lại hai người đã qua lại với nhau được bao lâu rồi cả khánh và vi đều im lặng trước câu hỏi của lan mọi phẫn nộ và đau đớn dường như được lan dồn vào tiếng hét nói lan em bình tĩnh đi anh và vi thật sự chỉ dừng lại ở mức chia sẻ và cảm thông cho nhau thôi khánh nói lý nhí căn phòng im phăng phắc thời gian như ngưng lại mọi ánh mắt đổ dồn vào khánh người đàn ông đang đứng trước lựa chọn có thể định đoạt vận mệnh của cả ba người lan bật cười một tiếng cười lạnh như băng vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng đến nghẹt thở chia sẻ và cảm thông lan nhấn mạnh từng chữ đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy vẻ khinh bỉ lan lùi lại đôi chân run rẩy khánh bước tới như muốn giữ lan lại nhưng lan đã gạt phăng tay anh ra mạnh đến nối tiếng va chạm vang lên đừng chạm vào tôi anh đã phản bội tôi ngay dưới mái nhà này anh có biết không giọng lan sắc như lưỡi dao đôi mắt cô nhìn thẳng vào khánh như thể anh là người xa lạ vi nức nở muốn lên tiếng giải thích nhưng chẳng biết nói gì cho đúng cô nhận ra mình đã bước quá xa vượt qua ranh giới không thể quay lại lan quay sang vi đôi mắt như thiêu đốt vi chị đã bảo em thế nào đã dặn em đừng bao giờ động vào những thứ không thuộc về mình em còn nhớ không vi chỉ biết cúi đầu giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má chưa bao giờ cô cảm thấy nhỏ bé và đáng khinh đến thế khánh nắm lấy vai lan giọng anh trở nên khẩn thiết anh sai rồi lan nhưng xin em hãy bình tĩnh anh yêu em không phải vi lan bật cười cay đắng anh yêu tôi vậy anh làm thế nào để yêu tôi trong khi tay anh đã vòng qua vai người khác khánh thở hắt ra không tìm được lời nào để đáp lại anh biết, mọi lời biện minh đều chỉ khiến em thêm tổn thương." Lan hất tay Khánh ra một lần nữa, rồi nhìn thẳng vào Vi. "Em có biết đau khổ nhất là gì không Vi? Đau khổ nhất là bị phản bội bởi chính người mình tin tưởng nhất." Vi gục xuống, không còn đứng vững. Cô muốn nói rằng cô không cố ý, rằng tất cả chỉ là một cơn lạc lối nhất thời, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Lan ném cái nhìn cuối cùng vào cả hai người rồi quay lưng bước ra cửa được rồi hai người cứ tiếp tục đi nhưng đừng mong tôi tha thứ khánh lao tới giữ lan lại giọng anh như vỡ ra lan đừng bỏ đi anh sẽ sửa sai anh xin em lan dừng lại nơi cửa không quay đầu lại một khoảng lặng nặng nề phủ xuống anh không thể sửa sai được nữa đâu khánh điều anh phá hủy không bao giờ có thể hàn gắn lại rồi lan mở cửa bước ra ngoài để lại khánh và vi trong căn phòng trống rỗng nơi không gian chỉ còn lại những mảnh vỡ của lòng tin và tình cảm cửa đóng lại với âm thanh vang lên khô khốc như lời chấm dứt cuối cùng khánh đứng chết lặng hơi thở anh đứt quãng vi nhìn anh đôi mắt cô đầy sự tuyệt vọng và hoang mang cô cất giọng run rẩy anh khánh anh đuổi theo chị lan đi khánh nhìn vi đôi mắt anh mờ mịt anh không biết phải làm sao nữa vi ngã quỵ xuống ghế nỗi đau trong lòng lan ra như lửa cháy họ đã vượt qua ranh giới cấm kỵ và giờ đây cái giá phải trả là không thể đong đếm cả hai chỉ còn lại sự im lặng nơi tiếng tích tắc của đồng hồ vang vọng như nhắc nhở rằng mọi thứ rồi cũng trôi qua chỉ có vết thương là còn ở lại mãi mãi khánh ngồi phịch xuống sàn tay ôm đầu anh thở dồn dập trái tim như bị bóp nghẹt bởi hàng loạt cảm xúc đan xen, tội lỗi, tuyệt vọng và sự mất mát vô phương cứu chữa. Vi nhìn Khánh, cổ họng nghẹn ứ, cô muốn nói gì đó, nhưng mọi từ ngữ đều trống rỗng trước tình cảnh này. Không còn gì để níu giữ, cô chợt đứng dậy, tay run rẩy nắm chặt mép bàn như để giữ mình khỏi gục ngã. "Anh định làm gì bây giờ?" Vi hỏi, giọng cô như tiếng thì thầm giữa căn phòng ngột ngạt khánh im lặng anh không có câu trả lời anh không biết phải làm gì với lan với vi và với chính cuộc đời mình bất chợt điện thoại của khánh rung lên trong túi áo anh móc ra nhìn màn hình hiển thị tên lan trái tim anh thắt lại lẽ nào cô ấy muốn cho anh cơ hội giải thích lan khánh vội vàng nhấn nghe giọng anh đầy khẩn cầu nhưng đầu dây bên kia không phải tiếng nói anh mong đợi là giọng người lạ khẩn cấp và hoảng hốt anh là người nhà của chị lan đúng không chị ấy vừa gặp tai nạn hiện đang được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện điện thoại tuột khỏi tay khánh rơi xuống sàn với tiếng bốp vang lên vi giật mình nhìn khánh với ánh mắt hoảng loạn anh khánh chuyện gì vậy khánh lảo đảo đứng lên mắt trống rỗng như kẻ mất hồn lan lan gặp tai nạn vi há hốc miệng cả người đông cứng không chờ thêm dây nào khánh lao ra ngoài cửa như cơn gió không kịp mang theo gì ngoài đôi giày lỏng lẻo dưới chân anh khánh chờ em vi hốt hoảng chạy theo cố bắt kịp anh tại bệnh viện mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi làm vi choáng váng khánh đứng bất động trước cửa phòng cấp cứu mắt anh dán vào tấm cửa kính đóng chặt đôi tay siết chặt đến trắng bệch Thời gian trôi qua nặng nề như từng nhát dao khắc lên tâm trí họ. Cuối cùng, cánh cửa bật mở. Một bác sĩ bước ra với khuôn mặt nghiêm trọng. Ai là người nhà bệnh nhân Ngô Ngọc Hương Lan? Khánh bước lên, giọng anh khàn đặc. Tôi là chồng cô ấy. Cô ấy. Sao rồi bác sĩ? Bác sĩ thở dài, mắt ông ánh lên sự cảm thông. Cả phẫu thuật thành công. Nhưng hiện tại bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê sâu, chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại. Chúng tôi sẽ theo dõi bệnh nhân, người nhà đừng quá lo lắng." Khánh ngã khuỵu xuống ngay trước cửa, đôi mắt mở đi vì nước mắt, cảm giác bất lực đâm sâu vào tim anh. Anh đã làm tổn thương người phụ nữ của mình, và giờ cô ấy đang nằm đó, giữa ranh giới sinh tử mà anh chẳng thể làm gì để sửa chữa, vì đứng lặng, đôi tay bấu chặt lấy nhau cô nhận ra rằng tất cả những cảm xúc mù quáng vừa qua đều trở nên vô nghĩa cô chỉ biết đứng đó chứng kiến khánh chìm đắm trong nỗi đau và nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự thuộc về cuộc đời anh bên ngoài tiếng còi xe cứu thương hú lên từng hồi xé tan màn đêm tĩnh lặng một cuộc đời đang nằm lại nơi ranh giới mong manh còn hai trái tim giờ đang rời xa nhau dù cho tình cảm có lỡ chớm nở giữa những sai lầm ba ngày sau khánh vẫn ngồi bất động bên giường bệnh của lan đôi mắt anh trũng sâu cạn khô nước mắt mỗi nhịp thở yếu ớt của lan qua máy móc như từng nhát dao cứa vào lòng anh khiến nỗi ân hận ăn mòn từng tế bào trong cơ thể vì đến bệnh viện mỗi ngày nhưng không dám bước vào phòng cô đứng từ xa nhìn qua cửa kính chứng kiến khánh đắm chìm trong nỗi đau một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực cô biết mình không còn chỗ đứng trong cuộc đời anh nữa Tối hôm đó, Khánh gục đầu bên mép giường. Tay anh vẫn nắm chặt tay Lan như muốn truyền hơi ấm. Anh thì thầm những lời xin lỗi không thành tiếng. Hy vọng dù ở thế giới nào, Lan cũng nghe được. Anh sai rồi. Lan, em tỉnh lại đi. Tại sao anh lại khiến mọi việc thành ra nông nỗi này chứ? Anh là một thằng chồng tồi mà. Nếu anh cố gắng chôn sâu những cảm xúc của bản thân, thì mọi việc đã không ra nông nỗi này. Bất chợt, bàn tay lan khẽ động dù chỉ là một cái co giật nhẹ khánh giật bắn người trái tim đập thình thịch anh nhìn xuống bàn tay lan rồi đưa tay chạm nhẹ vào má chị giọng anh run rẩy lan em nghe anh nói không em cử động được rồi nhưng lan vẫn nằm bất động mắt chị nhắm nghiền chỉ còn lại âm thanh nhịp tim máy móc đều đặn vang lên khánh ngồi thụp xuống tay ôm đầu sự tuyệt vọng một lần nữa siết chặt lấy anh đúng lúc đó tiếng cửa phòng mở khẽ vi bước vào cầm theo cốc cà phê nóng khánh không nhìn cô chỉ thì thầm cô ấy vừa cử động em có thấy không vi đặt tay lên vai khánh nhẹ nhàng nhưng đầy đau đớn anh cần nghỉ một chút em sẽ trông chị lan cho anh khánh lắc đầu anh không muốn rời khỏi lan dù chỉ một giây anh không thể anh phải ở đây anh phải tạ lỗi với cô ấy vi nhìn khánh trái tim cô như tan vỡ dù đã từng mơ mộng và khao khát có anh giờ đây cô chỉ thấy mình như kẻ ngoại cuộc vô nghĩa trước tình yêu khánh dành cho lan anh khánh anh sẽ kiệt sức mất nếu lan tỉnh dậy chị ấy không muốn thấy anh thế này đâu khánh im lặng những lời của vi đâm thẳng vào tim anh sự thật cay đắng mà anh không thể trốn tránh. Sau vài giây, Khánh đứng lên, đôi chân loạn choạng vì kiệt sức. Anh quay lại nhìn Vi, đôi mắt anh thẫn thờ. Em ở lại với cô ấy. Nếu, nếu có gì, gọi anh ngay. Vi gật đầu, nhìn theo bóng dáng Khánh bước ra khỏi phòng, lảo đảo như người mộng du. Cô đứng đó, một mình giữa những tàn dư của sai lầm và đau đớn biết rõ rằng mọi thứ giữa họ đã kết thúc khi khánh rời đi vi ngồi xuống cạnh giường lan nhìn gương mặt nhợt nhạt của chị gái một giọt nước mắt lăn dài xuống má cô chưa từng nghĩ rằng tình yêu có thể đẩy con người vào ngõ cụt thế này lạc lối mất phương hướng và rồi bỏ lại nhau với những mảnh vỡ chẳng thể hàn gắn vi nắm lấy tay lan khẽ thì thầm em xin lỗi chị lan xin chị hãy tỉnh lại khánh cần chị em thề rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ bước vào giữa hai người nữa bàn tay lan vẫn nằm yên trong tay vi một bàn lay gầy gò và lạnh ngắt nhưng ở đâu đó giữa ranh giới của sự sống và cái chết có lẽ lan đã nghe thấy bên ngoài trời đổ mưa tầm tã khánh bước vào hành lang bệnh viện tiếng mưa đập vào cửa kính vang vọng như muốn hòa cùng nỗi lòng của anh anh tựa lưng vào tường cảm giác cơ thể mình đang rã rời từng mảnh, tâm trí bị bóp nghẹt bởi cảm giác tội lỗi. tiếng bước chân vội vã vang lên phía sau, nhưng khánh chẳng buồn quay lại. chỉ đến khi giọng vi vang lên khẩn thiết, anh mới ngẩng đầu. anh khánh, chị lan, chị lan đã tỉnh rồi. khánh như chết lặng trong vài giây, trái tim anh đập mạnh đến mức tưởng chừng không thể thở nổi. anh không kịp suy nghĩ, lao nhanh trở lại phòng bệnh khi cánh cửa bật mở đôi mắt lan đã hé mở mở đục nhưng vẫn nhận ra người đàn ông đứng trước mặt mình khánh bước đến quỳ sụp xuống bên cạnh giường nắm lấy tay lan nước mắt trào ra lan anh xin lỗi anh thật sự xin lỗi lan chớp mắt yếu ớt mấp máy môi khánh giọng lan khẽ như gió thoảng nhưng đủ để đâm sâu vào trái tim anh Khánh cúi gục đầu vào tay Lan, bàn tay anh run rẩy. Lan nhìn anh, ánh mắt đong đầy sự tổn thương pha lẫn sự bao dung. Giữa những giọt nước mắt, Khánh cảm nhận rõ ràng rằng Lan đã biết tất cả. Anh vẫn nắm lấy tay Lan không buông. Vì đứng bên cửa chứng kiến khoảnh khắc ấy, Khánh và Lan vẫn thuộc về nhau, dù vết thương có lớn đến đâu. Vi siết chặt tay, hít một hơi thật sâu để kiềm nén cảm xúc rồi lặng lẽ quay người rời đi. Tạm biệt anh chị, Vi thì thầm với chính mình, đôi mắt cay xè. Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa dứt, nhưng lần này, Vi không còn sợ nó nữa. Cô đã chọn bước đi, trả lại mọi thứ về đúng nơi mà chúng thuộc về. Lan nắm lấy tay Khánh, những ngón tay yếu ớt siết chặt, truyền đi một thông điệp không cần lời. Cả hai nhìn nhau, không khí trong phòng đặc quánh, như thể mỗi giây phút trôi qua đều mang theo nỗi đau của quá khứ ánh mắt lan chứa đựng nhiều hơn cả sự giận dữ đó là nỗi đau của một người đã yêu đã tin tưởng và bị phản bội nhưng bên trong ánh mắt ấy vẫn còn lại chút gì đó không hẳn là tha thứ mà là một sự chấp nhận anh còn ở đây với em là vì tình yêu hay vì tội lỗi lan hỏi giọng đầy chua xót câu hỏi ấy như một cú đánh trực diện khiến khánh nghẹn lời câu trả lời chẳng hề dễ dàng bởi chính anh cũng không biết mình đang bám víu vào điều gì anh biết anh đã sai những điều đó không nên xảy ra khánh thốt ra giọng anh lạc đi giữa cảm xúc cuộn trào khánh hãy cho em biết anh có thực sự yêu em không hay em chỉ là người thay thế anh anh lúc nào cũng biết ơn em vì em đã em hiểu rồi anh đừng nói nữa cô gái khiến anh đau đớn và nhớ nhung trong mỗi cơn say là vi đúng không sự im lặng của khánh như một câu trả lời khiến lan không thể nào đau đớn thêm được nữa dù anh không nói nhưng em vẫn có thể cảm nhận được mà khánh em biết trong lòng anh đang ôm ấp một bóng hình khác ngoài em dù vậy em cũng không ngờ tới người đó lại là vi em gái của mình em cứ tưởng mình cố gắng bên cạnh và bù đắp cho anh thì cả hai sẽ được hạnh phúc hóa ra những ngày tháng qua chỉ có em là người hạnh phúc với những gì mình làm trông em đáng thương hại đến mức đó sao lan nhắm mắt như đang cân nhắc giữa yêu thương và tổn thương sâu đậm khoảnh khắc ấy không có nước mắt chỉ có sự im lặng đầy sức nặng và không thể trốn tránh khánh nắm chặt tay lan hơn như bám víu lấy chút hy vọng cuối cùng anh biết dù còn ở bên nhau giữa họ giờ đây đã xuất hiện một vết nứt không thể hàn gắn nhưng anh sẵn sàng đợi đợi cho đến khi cô ấy chấp nhận anh một lần nữa khánh và lan nắm tay nhau trong lặng thinh không có lời hứa nào được thốt ra nhưng cả hai hiểu rằng con đường phía trước sẽ chẳng hề dễ dàng mọi thứ đã thay đổi nhưng ít nhất họ vẫn còn nhau dù chỉ là trong một cuộc đấu tranh đầy khó khăn để tìm lại tình yêu từng bị đánh mất trong cơn mưa lạnh buốt vì bước ra khỏi bệnh viện để lại phía sau những sai lầm những khao khát đã không thành từng bước đi của cô như đang dần rũ bỏ quá khứ tìm kiếm một con đường mới một khởi đầu mới dù cô chưa biết nó sẽ dẫn đến đâu sau một hồi lâu lan chậm rãi rút tay khỏi khánh ánh mắt rời đi như cố giấu những cảm xúc mâu thuẫn bên trong không còn sự dịu dàng nào chỉ có một bức tường lạnh lùng dựng lên giữa hai người khánh định nói thêm điều gì đó nhưng cánh cửa phòng bệnh bất chợt bật mở mẹ lan xuất hiện ánh mắt sắc bén lướt qua từng người trong căn phòng hai đứa có chuyện gì hả bà huệ hỏi với ánh mắt đầy tò mò không khí trong phòng như ngừng thở lan khẽ nhắm mắt rồi mở ra với ánh nhìn bình tĩnh đến lạnh lẽo lan không định để sự yếu đuối của mình phơi bày trước mặt mẹ không có gì đâu mẹ con cần nghỉ ngơi mẹ lan nhìn chăm chăm vào khánh vẻ ngờ vực rõ rệt người phụ nữ này không dễ bị đánh lừa còn vi đâu sao mẹ không thấy nó chị nó mới tỉnh dậy mà nó biến đâu mất tiêu rồi câu hỏi ấy như mũi dao xoáy sâu vào tình thế căng thẳng khánh biết rằng chỉ cần một lời khai vụng về mọi thứ sẽ sụp đổ ngay trước mặt bà vi có việc phải đi con ở đây chăm lan nên không rõ khánh đáp giọng bình tĩnh nhưng bên trong có phần lo lắng lan nằm trên giường mắt hướng lên trần nhà lạnh lùng buông thêm một câu anh khánh ở lại chăm con là được rồi không sao đâu mẹ mẹ lan cau mày bà không nói gì nhưng ánh mắt bà nói lên tất cả có điều gì đó đã xảy ra từ hôm lan nhập viện ờ vậy nghỉ ngơi đi mẹ về soạn ít đồ với nấu cháo cho con bà đứng dậy bước ra khỏi phòng nhưng trước khi khép cửa bà cảm nhận được không khí căng thẳng của hai vợ chồng rõ ràng bà không dễ bị qua mặt và sớm muộn gì bà cũng sẽ tìm ra sự thật cánh cửa đóng lại không gian trong phòng chìm vào im lặng nặng nề khánh ngồi xuống nắm lấy bàn tay lạnh cóng của lan nhưng lan không phản ứng lan anh không cần nói nữa lan quay mặt vào tường để lại khánh đối diện với sự im lặng tuyệt đối nơi tình yêu và tội lỗi đang rằng xé nhau không ngừng anh biết từ giờ phút này mọi thứ giữa họ sẽ không còn như trước một hành trình mới đầy trông gai vừa bắt đầu nơi cả hai phải chiến đấu với chính bản thân mình và với quá khứ đã hằn sâu trong tim anh đã hứa với bản thân sẽ quên đi hình bóng của vi và sẽ một lòng một dạ với lan nhưng rồi chính anh lại không thể làm được điều đó Khánh ngồi thẫn thờ. Bàn tay anh buông lỏng dần khi Lan xoay lưng lại, như một cách từ chối sự hiện diện của anh. Tiếng mưa ngoài kia vẫn rội xuống, từng giọt đập mạnh vào ô cửa kính, vang vọng trong không gian tĩnh mịch của căn phòng bệnh. Đột nhiên, điện thoại của Khánh rung lên trong túi áo. Anh lưỡng lự vài giây rồi rút ra xem. Là Vi, tin nhắn ngắn ngủi nhưng như một nhát dao cắt vào tâm trí anh. Em đã đến ga tàu cả nhà đừng tìm em khánh đứng dậy theo phản xạ cả cơ thể anh như bị kéo về phía vi như một bản năng không thể cưỡng lại em ngủ một chút đi anh ra ngoài một lát rồi quay lại anh đi đi đừng quay lại đây nữa anh ở lại chỉ khiến em đau đớn thêm thôi đừng nghĩ anh ở lại đây thì sẽ khiến em hạnh phúc hơn em không đủ bao dung để tha thứ và giữ anh ở lại đây đâu giây phút anh chấp nhận Vi bước vào mối quan hệ của hai ta. Cũng chính là lúc anh không còn yêu em nữa rồi Khánh à. Hãy giải thoát cho chính anh và cho cả em. Khánh khựng lại, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa. Tiếng thở dài từ lan, nhẹ nhưng đau đến xé lòng. Cả người Khánh cứng lại. Anh nhìn cánh cửa trước mặt. Một bên là tự do, một bên là trách nhiệm. Cả hai đều dẫn đến những con đường không thể quay đầu. Anh biết, bước thêm một bước nữa nghĩa là đánh mất tất cả với lan người đã ở bên cạnh và yêu thương anh hết lòng nhưng nếu ở lại liệu anh có còn tìm được bản thân mình anh ép chặt tay vào nắm cửa đấu tranh trong im lặng bất ngờ lan bật cười khan từ phía sau anh không chọn được đúng không anh không bao giờ dám chọn đừng lựa chọn nữa hãy buông tha cho em đi em không muốn yêu một trái tim vốn dĩ không thuộc về mình câu nói đó xuyên thẳng vào trái tim khánh anh biết lan nói đúng anh ở lại chỉ khiến lan càng thêm đau đớn cả đời anh luôn tìm cách né tránh quyết định mãi đứng giữa ranh giới yêu thương và trách nhiệm đam mê và lý trí khánh quay người lại bước chậm về phía lan anh cúi xuống chạm nhẹ lên bàn tay cô lần này không phải để níu kéo mà để buông tay anh xin lỗi lan lan không nhìn anh chỉ có đôi vai khẽ run như đang cố gắng chịu đựng tất cả khánh lùi lại từng bước nặng trĩu khi cánh cửa khép lại sau lưng anh lan vẫn không quay đầu anh đã rời đi và lan biết từ giây phút đó những thứ còn sót lại giữa họ đã tan thành cát bụi ga tàu chìm trong bóng tối vi ngồi trên băng ghế lạnh lẽo kéo sát chiếc áo khoác mỏng vào người tiếng loa thông báo vang lên báo hiệu chuyến tàu sắp khởi hành cô cúi đầu ngón tay mân mê vé tàu như tìm kiếm sự bình tĩnh cuối cùng trong lòng vi là nỗi trống rỗng mênh mông một thứ cảm giác lạc lõng giữa tình yêu và tội lỗi đúng lúc ấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng cô vi quay đầu lại và nhìn thấy khánh anh đứng đó ướt đẫm nước mưa ánh mắt chứa đầy những cảm xúc không tên Giữa cơn mưa lạnh giá, Khánh đã chọn đến bên cô. Vi nhìn anh, đôi mắt mở to trong ngỡ ngàng lẫn sợ hãi. "Anh? Tại sao? Tại sao anh lại ở đây?" Khánh tiến thêm một bước, không còn do dự. "Vì anh không thể để em đi một mình." Tiếng còi tàu vang lên, báo hiệu chuyến tàu cuối cùng sắp chuyển bánh. Nhưng Vi không bước lên tàu, cô đứng lại, giữa mưa gió và người đàn ông trước mặt biết rằng mọi thứ từ giờ sẽ không còn lối về. Vì đứng lặng, ánh mắt dao động giữa quyết định rời đi và bước chân muốn ở lại. Cơn mưa xối xả cuốn theo cả những rối ren trong lòng cô, như một lời cảnh báo rằng cuộc đời phía trước sẽ chẳng dễ dàng. Anh nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản thế sao anh Khánh? Vì hỏi, giọng khàn đặc vì xúc động lẫn đau khổ. Khánh bước thêm một bước, chỉ cách cô một khoảng gần đến nỗi cô có thể cảm nhận hơi thở nóng ấm hòa lẫn với cái lạnh của mưa anh không biết tương lai ra sao anh chỉ biết rằng anh không thể để mất em thêm một lần nào nữa Vì hít một hơi thật sâu đôi tay run rẩy vì những cảm xúc đang rằng xé trong lòng còn chị lan thì sao anh bỏ chị ấy thế nào nhắc đến lan nỗi tội lỗi hiện rõ trong ánh mắt khánh nhưng lần này anh không lùi bước anh không muốn lừa dối thêm nữa điều này tệ hại anh biết nhưng ít nhất anh không thể sống mà vở như mình không có cảm xúc với em vi siết chặt tấm vé tàu trong tay cô cảm nhận rõ rằng chỉ cần cô bước thêm một bước về phía khánh mọi thứ sẽ không còn đường lùi anh có biết anh đang làm điều ngu ngốc không hả anh khánh tiếng loa lần cuối vang lên rục rã những hành khách cuối cùng khánh không trả lời bằng lời nói chỉ nắm lấy tay vi thật chặt như một lời khẳng định không thể thay đổi vi nhìn vào ánh mắt anh nơi chứa đầy những hỗn loạn nhưng cũng có một quyết tâm mãnh liệt cuối cùng cô buông tấm vé xuống nền đất lạnh như một chiếc lá khô rơi nhẹ nhàng giữa cơn mưa rào đi thôi khánh nói khẽ bàn tay anh siết lấy tay vi như muốn khẳng định lựa chọn của mình cả hai bước đi khỏi ga tàu bỏ lại sau lưng những tiếng động ồn á và ánh đèn lấp lánh của toa tàu xa dần. Con đường phía trước mịt mờ, đầy những sóng gió chưa lường trước, nhưng ít nhất họ đã chọn cùng nhau đối diện. Bên kia, Lan ngồi một mình trong phòng bệnh tối mịt, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ như một điệp khúc ám ảnh. Cô nhìn chăm chăm vào màn đêm, đôi môi khẽ mím lại để không bật ra tiếng nấc nghẹn. Điện thoại trên bàn khẽ rung lên. Tin nhắn từ Khánh hiện ra anh xin lỗi anh không thể tiếp tục lừa dối em được nữa lan nhìn chăm chú vào dòng chữ ấy đôi tay cô từ từ buông rơi điện thoại xuống không có nước mắt không có tiếng khóc chỉ còn lại sự trống rỗng cô nhắm mắt lại để bóng tối bao trùm lấy mình như cách chấp nhận sự thật đã không thể nào thay đổi gió mưa vẫn rít ngoài trời khi khánh và vi bước ra khỏi nhà ga bàn tay vi lạnh toát trong tay khánh nhưng cả hai không buông nhau, cơn mưa như tẩy sạch mọi thứ, cuốn đi bao lời nói chưa kịp nói ra và những cảm xúc vụn vỡ. "Giờ chúng ta sẽ đi đâu?" Vi hỏi. Ánh mắt ngước lên nhìn Khánh đầy lo âu. Khánh đưa tay vén vài sợi tóc ướt bết trên trán cô, đôi mắt anh lấp lánh và dịu dàng trong bóng tối. "Anh không biết, nhưng nơi nào có em, nơi đó sẽ có anh." Vi cười buồn nụ cười ấy như chất chứa cả nỗi đau và sự an ủi em đã sai ngay từ đầu rồi phải không khánh siết chặt tay cô hơn nếu yêu là sai vậy thì cả anh và em đã cùng sai họ bước nhanh qua những con phố lạnh lẽo ánh đèn đường nhòe mở trong mưa trong khoảnh khắc ấy không có quá khứ chỉ còn hiện tại và quyết định của hai kẻ lạc lối sáng hôm sau lan đứng trước gương ánh mắt trống rỗng nhìn chính mình trong lớp áo của bệnh viện. Khuôn mặt hốc hác nhưng không có nước mắt. Chỉ là cái nhìn của một người vừa bước qua giới hạn cuối cùng của niềm tin. Tiếng điện thoại vang lên. Là mẹ cô. Lan hít một hơi sâu. nhấc máy với giọng điềm tĩnh lạ thường. Khánh về chưa? Giọng bà khô khốc. Nôn nóng. Anh ấy sẽ không về nữa đâu. Lan đáp một cách vô hồn. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi bà gằn giọng nó đang ở đâu lan không trả lời ngay chỉ nhắm mắt lại như thể mỗi từ sắp nói ra đều là một sự dằn vặt cuối cùng cô khẽ thở dài và kể lại những gì đã xảy ra cho bà huệ biết chắc anh ấy đang tìm hạnh phúc mới bà huệ bật lên tiếng cười khô khốc hạnh phúc con nghĩ nó sẽ tìm được hạnh phúc với con vi sao sớm muộn gì nó cũng hối hận đến lúc đó liệu con có tha thứ cho nó không lan lan không trả lời sự im lặng của cô là lời từ chối cuối cùng dành cho quá khứ ở một căn phòng trọ nhỏ vi nằm cuộn tròn trong lòng khánh căn phòng chật hẹp và tạm bỡ nhưng với họ lúc này đó là nơi duy nhất có thể tìm thấy chút bình yên vi khẽ thì thầm chúng ta sẽ làm gì tiếp theo khánh vuốt nhẹ mái tóc vi như một lời chấn an Chúng ta sẽ sống bắt đầu lại từ đầu. Vì nhắm mắt, dựa vào vòng tay của Khánh, cả hai đều biết rằng con đường trước mặt chẳng hề dễ dàng, nhưng ít nhất họ đã chọn đi cùng nhau. Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa đã tạnh, nhưng những đám mây xám vẫn lơ lửng trên bầu trời. "Em có biết vì sao anh chọn em không?" Khánh khẽ nói, giọng trầm và đượm nỗi buồn xa xăm. Vi giật mình, câu hỏi ấy đến bất ngờ. Nhưng sâu trong lòng cô đã luôn khao khát được nghe câu trả lời này. Cô không nói gì, chỉ nhìn vào mắt anh, chờ đợi sự thật mà cô biết mình chưa bao giờ dám hỏi. Khánh thở hắt ra, mắt hướng về khoảng không xa xăm, như thể ký ức cũ đang trở về. Anh đã yêu em từ lâu, từ trước khi anh và Lan gặp nhau. Vi sừng sốt, nhịp tim cô đập dồn dập, môi cô mấp máy định hỏi lại nhưng Khánh đã tiếp tục. Lời anh tuôn ra như dòng nước lũ không thể dừng. Chúng ta đã gặp nhau trước đó. Em không nhớ à? Chắc lúc đó em không để tâm đến. Chúng ta đã gặp nhau vào bốn năm trước. Bốn năm trước? Em gặp anh ở đâu? Khánh nhìn Vi, đôi mắt đong đầy những ký ức đã chôn giấu. Mọi thứ như cuốn phim tua chậm quay ngược về lần đầu tiên họ gặp nhau. Giọng anh trở nên dịu dàng hơn như đang kể về một giấc mơ cũ. Đó là lần em bước vào nhà hàng nơi anh làm đầu bếp. Em không nhớ, nhưng anh thì nhớ rất rõ. Trong một nhà hàng nhỏ giữa lòng thành phố nhộn nhịp, Khánh lúc đó còn là đầu bếp mới vào nghề. Anh đam mê nấu ăn và tin rằng hương vị có thể chạm đến trái tim người khác. Thế nhưng, hôm đó mọi thứ chẳng diễn ra như anh mong đợi. Món bò của đầu bếp làm tệ quá, không thể ăn nổi còn thua thức ăn của con mèo nhà tôi một vị khách lớn tiếng ngay giữa phòng ăn đẩy chiếc đĩa ra xa với vẻ mặt khó chịu không chỉ anh ta cả bàn khách cũng bắt đầu phụ họa buông lời phê phán khánh đứng từ xa nhìn lòng quặn thắt mồ hôi trên trán anh lấm tấm tim đập mạnh vì lo lắng anh cố gắng làm tất cả với niềm đam mê nhưng giờ đây những lời chỉ trích như dáng xuống từng nhát dao vào lòng tự tôn của anh trong thế giới của người làm bếp sự thất bại không khác gì một sự sỉ nhục ngay khi khánh định bước ra xin lỗi khách một giọng nói trong trẻo vang lên dứt khoát nhưng không kém phần dịu dàng xin lỗi nhưng tôi nghĩ các anh nên nhìn nhận lại món này hoàn toàn không có vấn đề cho dù món ăn có không hợp khẩu vị thì các anh cũng không nên dùng từ ngữ như thế khánh khựng lại mắt hướng về phía chủ nhân của giọng nói là vi Cô ngồi cách đó không xa, ánh mắt kiên định và bình thản. Một cô gái trẻ, đơn giản nhưng toát lên sự thanh thoát và tự tin. Thức ăn không hợp khẩu vị không có nghĩa là nó tệ. Nếu không thích, các vị có thể yêu cầu món khác thay vì làm khó đầu bếp như vậy. Vì nói, từng lời nhẹ nhàng nhưng sắc sảo. Cả bàn khách ngượng ngùng, lời phàn nàn im bặt. Khánh đứng phía sau cửa bếp, nhìn Vi với sự cảm kích sâu sắc anh chưa bao giờ thấy ai lên tiếng vì mình như vậy càng không phải là một cô gái lạ mặt từ hôm đó vi trở thành khách quen của nhà hàng mỗi lần cô bước vào khánh lại cảm thấy tim mình lỡ nhịp anh cố gắng gửi gắm tất cả tình cảm vào từng món ăn cô gọi những lần đứng từ xa nhìn vi cười nói anh chỉ ước được đến gần hơn làm quen với cô thế nhưng mọi hy vọng của khánh tan vỡ khi một buổi tối nọ vi đến cùng bạn trai khánh đứng sau quầy bếp nhìn cô rạng rỡ bên cạnh người đàn ông khác tâm trạng anh trùng xuống đầy nỗi đau anh biết mình đã đến muộn anh không còn được thấy vi thường xuyên nữa khánh cố gắng chôn giấu tình cảm này quay về với thực tại nơi ba mẹ hối thúc anh kết hôn qua những cuộc xem mắt anh đồng ý gặp lan vì nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để thoát khỏi những cảm xúc mơ hồ của bản thân về em khánh thở dài giọng anh trầm lắng anh đã nghĩ mình có thể bắt đầu lại với lan cho đến ngày anh gặp lại em với thân phận em gái của cô ấy khánh nhớ lại khoảnh khắc đó lan dẫn vi đến buổi ra mắt gia đình giới thiệu cô là em gái mới tốt nghiệp đại học trở về khánh đứng ngẩn người giữa căn phòng đông đúc trước mặt anh vi cười nhẹ ánh mắt sáng bừng như ngày đầu anh gặp cô mọi ký ức và cảm xúc tưởng đã lụi tàn bỗng bùng lên mãnh liệt Khánh biết mình đã thua cuộc trong trò chơi cảm xúc này từ rất lâu rồi. Anh đã cố gắng yêu Lan, nhưng anh không làm được. Từ khoảnh khắc gặp lại em, anh biết trái tim mình chỉ thuộc về em mà thôi. Vi cúi đầu, lòng dạ dối bời. Những lời Khánh nói vừa dây dứt, vừa ấm áp, khiến cô không thể kiểm soát được cảm xúc. Anh không có lựa chọn khác. Lúc đó anh nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu giữ khoảng cách với em để tình cảm này lụi tàn nhưng anh đã sai cố trở thành người đàn ông của gia đình như lan mong đợi khiến anh vô cùng mệt mỏi anh siết chặt bàn tay cô hơn như thể sợ rằng nếu buông ra cô sẽ biến mất mãi mãi anh đã cố yêu lan nhưng càng cố anh càng nhận ra mình chỉ đang tự lừa dối người anh yêu thật sự luôn là em anh không thể lừa dối bản thân mình thêm phút giây nào nữa vi không kìm được nữa nước mắt trào ra rơi xuống từng giọt nóng hổi trên đôi tay đang đan vào nhau những lời khánh nói như xé nát trái tim cô vừa đau đớn vừa ngọt ngào vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì vi khẽ hỏi tiếng cô như tan biến trong không khí khánh hít một hơi thật sâu ánh mắt anh đầy kiên quyết từ giờ anh sẽ không trốn chạy nữa dù con đường này sai lầm anh muốn được ở bên em cùng em đối diện với tất cả vi nghẹn ngào nhìn anh giây phút này cả hai đều biết họ đã bước qua ranh giới không thể quay lại mọi thứ đều có cái giá của nó nhưng họ đã chọn sống với sự thật thứ sự thật đau đớn nhưng chân thật hơn bất kỳ lời dối trá nào không gian xung quanh ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp tạo nên một bầu không khí thân mật tiếng nhạc du dương vang lên từ phòng trọ bên cạnh nhẹ nhàng như lời mời gọi của những kỷ niệm đang chờ đón họ khánh nhìn vào đôi mắt rực rỡ của vi nơi mà ánh sáng từ những ngọn đèn phản chiếu lên làn da mềm mại nỗi lo âu dường như tan biến chỉ còn lại sự thấu hiểu và khát khao đang rực cháy trong tim họ em có biết anh đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi không khánh nói giọng anh trầm ấm như thể đang mở ra những bí mật giấu kín vi ngước nhìn đôi mắt long lanh trong ánh đèn em cũng vậy nhưng không phải chỉ vì anh mà còn vì những cảm xúc mà em chưa bao giờ dám thừa nhận khánh hơi nhướng mày gương mặt anh ánh lên vẻ tinh nghịch và trêu chọc cô cảm xúc gì vi mỉm cười nhẹ nhàng cúi đầu khi lần đầu tiên em gặp anh em đã thấy một điều gì đó khác biệt một sự mạnh mẽ một cái gì đó thật cuốn hút nhưng em đã không dám nhìn nhận vì em nghĩ mình không có quyền lúc gặp anh lần đầu tiên ở lễ đính hôn của chị em đã ước mình có một người chồng như anh khánh nắm lấy tay vi cảm giác như dòng điện chạy qua giữa họ em có quyền yêu thương và anh cũng vậy điều quan trọng là chúng ta đã tìm thấy nhau cả hai đều im lặng một lúc để cho những cảm xúc cuồn cuộn lắng đọng khánh tiến gần hơn mùi hương nước hoa nhẹ nhàng của Vi sọc vào mũi anh. Vi, anh đã từng cảm thấy mình đơn độc giữa những lựa chọn, nhưng khi nhìn thấy em, mọi thứ như sáng bừng lên. Vi đỏ mặt, ngượng ngùng nhưng cũng đầy cảm động. Anh cũng không thể biết được, em đã phải đấu tranh với chính mình mỗi lần gặp anh. Sự cuốn hút của anh khiến em bối rối. Khánh từ từ khum tay lại, nâng cầm Vi lên khoảng cách giữa họ như bị xóa nhòa những nhịp đập trái tim hòa quyện vào nhau vì cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông trước mặt lòng cô tràn ngập những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời cô dần gần lại đôi môi họ chạm vào nhau một cách nhẹ nhàng như thể đang khám phá điều gì đó thiêng liêng em đã phải đấu tranh với những cảm xúc của mình từ khi gặp anh khánh ngả à, sự chân thành trong ánh mắt anh tất cả đều khiến em rung động vi thổ lộ giữa những nụ hôn khánh lùi lại một chút nhìn vào mắt vi mọi điều cô nói đều chạm đến tận sâu trong lòng anh em cho phép anh chứ vi gật đầu không còn ngần ngại cô cảm thấy an toàn bên khánh như thể họ đã thuộc về nhau từ bao giờ không gian xung quanh như lặng đi chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của hai người họ dần lún sâu vào nhau không còn sự trần trừ hay rụt rè những nụ hôn càng trở nên nồng nàn, ngọt ngào hơn bao giờ hết, đánh dấu một khởi đầu đầy hứa hẹn cho tình yêu của họ. Cả hai cùng biết rằng, đêm này sẽ không chỉ là đêm đầu tiên, mà là khởi đầu cho một hành trình yêu thương mà họ sẽ cùng nhau trải qua. Ở phía bên kia, thành phố, Lan ngồi trong phòng khách, chiếc điện thoại vẫn nằm lặng trên bàn, không một tiếng báo nào vang lên. Cô biết cuộc đời mình vừa thay đổi mãi mãi, không có tiếng oán trách, không có nước mắt, chỉ là một nỗi trống trải đến giận người. Cô đã thua, thua trong cuộc chiến mà cô không bao giờ nghĩ mình phải tham gia. Bà Huệ bước vào, nhìn Lan bằng đôi mắt đầy lo lắng và bất an. Khánh nó có liên lạc gì với con không? Bà hỏi, giọng sắc lạnh. Lan nhấc chiếc điện thoại lên, nhìn màn hình như thể tìm câu trả lời cho nỗi đau của mình, rồi mỉm cười chua chát khánh sẽ không quay về mẹ đừng hỏi về anh ấy nữa bà huệ siết chặt nắm tay khuôn mặt trắng bệch vì giận dữ thằng điên nó sẽ hối hận còn con vi nữa cho nó ăn học bao năm bây giờ lại thành đứa cướp chồng của chị mình không ra thể thống gì cả đúng là không nên có một đứa con gái như nó mà lan khẽ gật đầu nhưng cô không còn bận tâm đến điều đó nữa khánh và vi đã chọn con đường của họ bây giờ cô chỉ cần học cách bước tiếp trên con đường không còn khánh cô chính thức mất chồng và cả đứa em gái cô yêu thương hết mực mẹ con ổn mà nếu cố chấp giữ người không yêu thương mình bên cạnh thì khác nào giữ một cái xác không hồn đâu mẹ vốn dĩ hôn nhân của con và khánh cũng không mặn mà như mọi người nghĩ con suốt ngày chỉ nghĩ đến công việc chẳng phù hợp với một người như anh khánh lan nói với giọng mạnh mẽ dù lòng cô tan nát bà huệ nhìn lan ánh mắt có phần lo lắng nhưng con có chắc là mình không còn tình cảm với khánh nữa không mẹ thấy con vẫn còn yêu nó lan hít một hơi thật sâu cố gắng kiềm chế những cảm xúc đang dâng trào yêu không có nghĩa là phải giữ người bên mình mẹ đôi khi tình yêu lại khiến con cảm thấy cô đơn hơn con không thể cứ bám víu vào một người không còn thuộc về mình bà huệ lắc đầu nét mặt bà thể hiện sự không đồng tình con cần phải nghĩ đến tương lai của mình mẹ không muốn con phải hối hận về quyết định này lan đứng dậy quyết tâm hiện rõ trong ánh mắt con biết mình đang làm gì mà mẹ con không thể sống mãi trong một mối quan hệ không có tình yêu bà huệ thở dài ánh mắt bà như chứa đựng bao điều suy nghĩ vậy con định làm gì tiếp theo lan lặng người một lúc rồi mỉm cười chua chát. Con sẽ tập trung vào công việc, con muốn xây dựng lại bản thân, không để quá khứ ám ảnh mình nữa. Lan đã có một quyết định cho cuộc đời mình, cô sẽ ký vào đơn ly hôn và gửi cho Khánh. Một phần của cô vẫn không thể chấp nhận rằng tình yêu của họ đã trở thành quá khứ, nhưng cô biết rằng phải từ bỏ để bước tiếp. Ngày hôm sau, Lan ngồi trước bàn, tay run run cầm bút đơn ly hôn nằm trước mặt như một tờ giấy trắng chứa đựng tất cả những hy vọng và đau thương cô hít sâu ký tên và cảm giác như gánh nặng cuối cùng cũng rời khỏi vai mình sau khi gửi đơn lan cảm thấy nhẹ nhõm hơn lan dần hồi phục và được xuất viện nhưng trong thâm tâm nỗi buồn vẫn còn đau âm ỉ lan không thể quên khánh ngay lập tức không thể quên những kỷ niệm đẹp mà họ đã có trong khi đó Khánh và Vi đang cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới. Cả hai quyết định rời khỏi thành phố Sô Bồ, đến một vùng biển yên bình ở vùng ngoại ô. Họ tìm được một không gian nhỏ, ấm cúng cho nhà hàng mà cả hai sẽ cùng nhau gây dựng. Khánh với tài nấu ăn thiên bẩm, cùng Vi, người có mắt thẩm mỹ, nhanh chóng lên kế hoạch cho một nhà hàng mang đậm dấu ấn cá nhân. Công việc chuẩn bị nhà hàng diễn ra như vũ bão. Khánh không ngừng sáng tạo ra những món ăn mới, còn vi lo liệu mọi thứ từ trang trí đến quảng bá anh muốn đặt tên nhà hàng là gì vi hỏi ánh mắt lấp lánh hy vọng bếp hạnh phúc em thấy sao khánh mỉm cười đôi mắt sáng lên khi nghĩ về tương lai cái tên này hay đó anh vậy mình sẽ đặt là bếp hạnh phúc nhé mỗi ngày trôi qua họ lại càng thêm gắn bó những giây phút bên nhau trong bếp cùng nhau chọn nguyên liệu lên thực đơn Khiến cả hai cảm nhận được tình cảm đang lớn dần. Khánh đã dần quên đi nỗi buồn về Lan, trong khi Vi bắt đầu cảm thấy mình thực sự thuộc về nơi này. Một ngày nọ, trong khi đang đi qua khu phố nơi nhà hàng của Khánh và Vi, Lan chợt thấy biển hiệu Bếp Hạnh Phúc. Cô dừng lại, trái tim như ngừng đập. Hình ảnh của Khánh và Vi sống cùng nhau hiện lên trong đầu cô. Cô quyết định vào thử. Ngay khi bước chân vào không khí ấm áp và những món ăn thơm phức khiến cô không khỏi xúc động khánh đứng sau quầy bếp mải mê nấu nướng vi đang chuẩn bị bàn ghế cho khách nhưng khi nhìn thấy lan bước vào cả hai đều dừng lại lan khánh hỏi với ánh mắt ngạc nhiên vi cũng cảm thấy lúng túng chị lan lan ngồi xuống cố gắng bình tĩnh trông cả hai có vẻ hạnh phúc khánh gật đầu ánh mắt nhìn sâu vào mắt Lan. Mọi thứ đã khác, anh đã bắt đầu lại. Lan nhìn hai người, cảm giác không gian xung quanh như trở nên chật trội. Lan quyết định phá vỡ bầu không khí ngượng ngập. Khách đến thì giới thiệu món đi chứ. Hai năm rồi mới gặp lại mà hai người không chào đón khách quý à. Vì bỗng thấy cay khóe mắt khi biết chị gái mình đã bao dung và tha thứ lỗi lầm cho mình. Chị muốn thử món ăn của chúng em không? Đây là một trong những món đặc sản của nhà hàng." Lan mỉm cười, cô không thể phủ nhận sự hấp dẫn của món ăn. "Có lẽ chị nên thử tất cả nhỉ." "Dạ, để em vào lấy nước cho chị." Khi món ăn được dọn ra, Lan không thể không cảm nhận được sự chăm chút và tình yêu mà Khánh đã bỏ vào từng món ăn. Khi họ cùng nhau thưởng thức món ăn, Lan nhận ra rằng ngọn lửa tình yêu giữa cô và Khánh không hề cháy bỏng như cô đã nghĩ ngọn lửa ấy thậm chí không thể đun sôi nước chẳng qua cả hai vì sự ổn định cho tương lai mà chấp nhận nhau một người đam mê nhiệt huyết với công việc và cuộc sống hiện đại nơi đô thành sẽ chẳng bao giờ hiểu được một người có tình yêu với việc vun vén mái ấm chúc mừng nhà hàng mới của anh lan nói không thể ngăn mình khỏi sự ngưỡng mộ khánh mỉm cười nhưng trong lòng vẫn cảm giác có lỗi khi gặp lan cảm ơn em cảm ơn em vì tất cả đã qua vi nhìn khánh cảm nhận được sự rằng co trong lòng anh chị em không xứng đáng là em gái của chị hai năm qua dù chúng em đang trốn chạy với thực tại nhưng em biết người khổ tâm nhất là chị chuyện đã qua rồi dù sao chị cũng đang hài lòng với cuộc sống hiện giờ nên em đừng quá lo và cảm thấy có lỗi khi nào có thời gian hãy về thăm mẹ mẹ cũng lo lắng cho em lắm đó. Em không có mặt mũi nào để về lại gia đình cả. Chị cho em gửi lời thăm đến mẹ nha. Chúng ta có thể là bạn. Đúng không? Lan quay sang hỏi Khánh. Cố gắng làm dịu không khí. Tất nhiên rồi. Đúng lúc ấy, một thanh niên cao giáo bước vào với ánh mắt ngạc nhiên. Ủa? Lan cũng đến đây sao? Lan quay lại. Nhận ra đó là Tuấn, đồng nghiệp của cô tuấn là người mà cô luôn cảm thấy thoải mái khi trò chuyện anh có nụ cười ấm áp và cách nói chuyện vui vẻ ừ em mới ghé qua em rất vui khi gặp lại anh thật may mắn hôm nay được nghỉ phép nên anh về quê không ngờ cũng gặp được em ở đây anh ngồi cùng được chứ anh ngồi đi lan gật đầu đồng ý khánh liếc nhìn tuấn nhận thấy ánh mắt của anh có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại nhanh chóng chuyển sang ánh nhìn thân thiện và nói: "Chào anh. Anh cứ tự nhiên. Anh muốn dùng gì cứ gọi, tôi sẽ mang thêm món ra." "À, em thấy món cá hồi nướng ở đây rất ngon. Anh có thể thử." Lan nhìn Tuấn và đề xuất. "Được, anh cho tôi phần cá hồi nướng nhé." Tuấn mỉm cười thân thiện gọi món. Vì quan sát cả hai, nhận thấy sự ăn ý giữa họ, cô thấy được ánh mắt của chàng trai ngồi đối diện nhìn chị gái mình anh ấy nhìn chị cô một cách rất đặc biệt vì liền nói nhỏ vào tai khánh anh có cảm nhận được điều em đang cảm nhận không anh cũng thấy thế khánh mỉm cười cả ba người đều biết cuộc sống của họ đã rẽ sang những con đường khác nhau nhưng ký ức về tình yêu tình bạn vẫn đọng lại trong tâm trí họ cô không thể nói rằng mình vui với những gì đã diễn ra nhưng cô đã quyết định rằng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn khánh và vi cũng vậy họ đã bắt đầu xây dựng một tổ ấm mới nhưng không ai biết tương lai sẽ đưa họ đến đâu cả ba người đều chuẩn bị cho những thử thách mới trong cuộc sống những trang sách vẫn chưa được viết tiếp và hành trình phía trước vẫn còn dài trong khoảnh khắc ấy cả ba người đều nhận ra rằng cuộc sống chính là chuỗi những biến chuyển không ngừng rồi họ sẽ tìm ra hạnh phúc thật sự của đời mình mỗi người đều có con đường riêng và họ đã học được rằng không gì quý giá hơn sự tha thứ và tình yêu thương hành trình của mỗi con người hướng về tương lai với đầy hy vọng hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình và trong hành trình ấy những ký ức sẽ trở thành bài học những yêu thương sẽ luôn tồn tại dù đôi khi phải từ bỏ để làm mới bản thân lan không còn nhìn về quá khứ với nỗi đau hay hối tiếc nữa cô nhận ra rằng cuộc sống không chỉ xoay quanh tình yêu hay hôn nhân nó còn là hành trình tìm kiếm bản ngã sự tự do và bình yên trong tâm hồn lan đã học được rằng không phải mọi kết thúc đều là mất mát đôi khi đó chính là khởi đầu cho một hành trình mới hành trình yêu thương bản thân và tìm thấy hạnh phúc của chính mình hạnh phúc của lan không đến từ việc níu giữ ai đó mà từ việc giải thoát cho mình và mở lòng đón nhận những gì tương lai mang đến và như thế cô bước đi tự tin và nhẹ nhõm bởi cô biết rằng mình đã chọn đúng chọn cuộc sống của chính mình quý vị có biết hạnh phúc lớn nhất của một người kể chuyện là gì không là được quý vị ủng hộ bằng cách để lại một like video điều này hoàn toàn miễn phí nhưng lại là động lực to lớn cho ekip tiếp tục tạo ra những nội dung hay hơn nữa một like nhỏ nhưng ý nghĩa thật to lớn cảm ơn bạn đã luôn đồng hành và lắng nghe